Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì mình đang ở xưởng giày. Đây là phần của thợ quay cho quý vị. Này là thợ quay đang cắt. Này là tấm xi đã pha rồi. Dưới đây thợ quay đang cắt, còn phần trên đây là thợ quay đang may. Này là quay đã gấp xong quý vị. Ở khâu này thì thợ cắt xong rồi gấp lại, dán lót. Giờ lên đây là may. Phần may xong này á thì mình sẽ xén những cái phần lót dư này bỏ đi. Phần lót dư xung quanh này quý vị. Đây là tấm xi, nếu mà số lượng ít á, thì mình dùng mẫu giấy này mình pha. Còn mà số lượng nhiều á thì sẽ có máy dập. Để mình ra mình quay cái máy dập quay cho quý vị xem. Đây là cái máy dập quay đó quý vị. Trên đây thì có một đống khuôn luôn. Nếu mà số lượng nhiều thì mình sẽ dập nha. Còn ít quá thì thợ sẽ tự pha và cắt. Đây là tổng quan của xưởng giày. Đây là thợ đế. Đây cũng là thợ đế đang bôi keo luôn. Còn đây là có ông anh đang làm thợ đế mà hàng cuộn nha quý vị. Đang ép hàng cuộn. Quý vị và các bạn thông cảm, tại xưởng giày thì hay bị dính keo nên không có mặc áo nha quý vị. Này xưởng giày thủ công, chứ không phải như các công ty mặc áo. Ở đây mình không có bắt buộc, muốn mặc thì mặc, không thì không. Đây là máy ép, này là ép hàng cuộn. Còn khâu bên đây thì hàng xuồng. Xuồng này là làm, đế này là đế đúc nha quý vị. Hàng mũ á, đế dựa, đế mũ á, đế BU. Hôm nay thì mình không thể quay hết quy trình cho quý vị, mình quay được nhiêu thì mình quay thôi. Đây là khâu gò. Còn bên đây thì máy ép hàng xuồng. Để mình qua mình quay cái khâu gò cho quý vị và các bạn cùng xem. Này thợ đang gò cho quý vị. Này là mình hơ lửa cho keo nó chảy keo ra để dán. Hai bên này mình có cái bụi keo mà. Mình hơ vậy là keo nó chảy ra, gò nó mới dính. Này mình gò xong là mình bôi keo nha quý vị. Này là hàng thủ công nha quý vị. 80% là làm thủ công. Mình bôi xong rồi mình để cho nó khô keo rồi mới hơ lửa tiếp rồi ấp đế. Xưởng này cuối tuần nghỉ bớt rồi quý vị, nên thấy nó hơi lưa thưa. Còn khâu này là mình đóng mặt vô để gò nha quý vị. Cái cục này là gọi là chân giả đó. Hồi nãy là mình gò mũi, giờ là gò hậu nha quý vị. Rồi phải nhiệt tình quá. Gò xong này là mình tiếp tục bôi keo quý vị, bôi keo dư cái chiếc đây. Xong qua phần bên anh thợ bên kia thì ảnh đang hơ lửa để ấp vào đế và gót.
đây phần ấp này mặt đế cho quý vị, ấp vô phần xuồng ở trên á, phần cục giữa. Mình tại mình nói cục giữa là những người ta không trong nghề người ta sẽ hiểu, cái này là bằng giữa là phần mũ á. Đây là phần gò, nãy bên kia gò giờ là ép vào, máy này ép cho nó dính keo. Xưởng này là 80% làm thủ công cho quý vị, máy móc hỗ trợ chỉ có 20 thôi. Quý vị thấy làm rất công phu. Sau này mình dán vô phần quai và phần mặt vào cái xuồng. Phôm đó là gọi là phôm nha quý vị, cũng có thể gọi là chân giả. Rồi mình ép mình để chút xíu cho nó dính. Ép xong rồi còn chỗ nào hở thì mình sẽ dán lại. Vậy là xong quý vị. Là phần bên thợ gò thôi, còn một phần khâu cuối cùng nữa là khâu tân trang quý vị. Sẽ in thương hiệu vào đây và vào bọc. Rồi đi giao thôi. Mình quay tổng xưởng với quý vị xem. Trên kia thợ quay đang may, bên đây cũng thợ quay đang cắt luôn. Nay hàng lẻ nên sẽ pha. Còn bên đây là hàng cuộn quý vị, đang bôi sườn đó. Xong luôn anh Phước. Thôi mình xin kết thúc clip tại đây, hẹn quý vị clip sau. Nếu thích thì quý vị ấn kênh đăng ký để xem video mới nhất.